Xin chào cả nhà đã quay trở lại buổi livestream của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Hôm nay BB Thanh Mai rất là vui vì được chăm sóc da cho chị My này. Thì chị My rất là dễ thương nha cả nhà. Hôm nay chị đồng ý quay live với BB mình luôn. Dạ em chào bác, em chào chị My ạ. Hôm nay á thì chị My mới điều trị xong cái liệu trình làm sáng da, điều trị nám nữa chị ha. Thì em mời chị xem gương xem cái hiệu quả của mình như thế nào sau khi mình điều trị đó chị. Chị thấy sao ạ? Chị thấy là nó da chị nó sáng đều màu. Dạ. Nó trẻ ra thêm được 50 tuổi á. Vậy là mừng quá chị ha. Chị hài lòng với lại cái mức độ điều trị của mình không ạ? Rất là hài lòng. Dạ. Tại vì ngạc nhiên hơn cái sự mong đợi của mình. Nghĩ dạ. Chắc là chỉ giảm là tầm 2-3 phần thôi. Nhưng mà dạ. Nó giảm tới cũng phải là tới 7-8 phần luôn. Thích quá phải không chị? Dạ ừ. Vậy để em mời chị xem. Đây em xin phép chia sẻ cái hình ảnh của mình trước khi điều trị. Đây là hình ảnh của chị My trước khi điều trị cả nhà mình nhé. Đây. Bây giờ thì em xin phép bác với chị là bác sẽ chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả của mình sau khi điều trị chị nhé. Trước khi mình điều trị thì mình thấy là hai cái má của chị là có cái sắc tố nó đậm, rất là đậm. Hai cái vùng má, hai vùng gò má này, cái sắc tố, cái nám chân sâu ở dưới. Và sau khi mình điều trị bằng laser xong thì là chị thấy là cái nám trên bề mặt da mình thấy nó có cái sự cải thiện. Nó mờ bớt đi cái vùng nám ở hai cái vùng má. Hai má nó bớt đi cái vùng nám và da mình nó sáng hơn, đều màu hơn. Thì đây là sau khi điều trị bằng cái laser. Thì sau cái liệu trình laser này đó, trường hợp của chị My thì mình sẽ cần kết hợp thêm với cái việc điều trị bằng cái PRP nữa. Điều trị bằng cái PRP thì sau khi kết hợp bằng điều trị bằng PRP thì bác sĩ Hồng sẽ chia sẻ thêm với cả nhà cái hiệu quả của chị sau khi điều trị bằng PRP ở những cái buổi điều trị tiếp theo. Dạ cảm ơn sự chia sẻ của bác ạ. Chắc là chị My sẽ còn thường xuyên ghé em nhiều nữa để cho làn da của mình lại được sáng hơn, đẹp hơn nữa nhé. Đúng rồi, chứ em làm đẹp mà em thích. Dạ. Nhân tiện đây thì chị cũng cảm ơn BB Thanh Mai, cảm ơn nhân viên và đội ngũ tư vấn ở đây rất là nhiệt tình và chu đáo. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Cả nhà mình nhớ nha. Nhớ gọi cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617 để luôn giữ được nét thanh xuân của mình cả nhà nhé. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những livestream tiếp theo nhé.